tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức ngày hội đoàn viên và tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu trên các lĩnh vực trong năm 2018. Sau hơn một tháng phát động, đề án ngày chủ nhật xanh đã tạo sức lan tỏa từ thành thị đến vùng nông thôn với sự chung tay của các cộng đồng cùng xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. Hàng trăm hộ dân tại huyện miền núi Nam Đông thiếu đất để sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn. Xin kính chào và rất vui gặp lại quý khán giả của chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế trong ngày đầu tuần. Cùng với những tin chính vừa rồi, chương trình sáng nay thứ hai ngày 18 tháng 3 cũng sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý khác. Những tin tức chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng Tháng Thanh niên năm 2019. Ngày hôm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức ngày hội đoàn viên 2019 và lễ tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu trên các lĩnh vực trong năm 2018. Tham dự lễ có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, gần 1.000 cán bộ đoàn viên đến từ các đơn vị đoàn cơ sở và tổ chức đoàn trực thuộc đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 88 năm qua được thành lập. Diễn văn khai mạc ngày hội, lãnh đạo tỉnh đoàn kêu gọi cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh luôn đoàn kết, phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ, nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm công dân, dám dấn thân tình nguyện vì cộng đồng, để những nơi gian khổ, đảm nhận những việc mới, việc khó với ý chí quyết tâm góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển giàu mạnh và văn minh. Ghi nhận những cống hiến đóng góp của cả cán bộ đoàn trong học tập, lao động, rèn luyện và xung phong đi đầu trên mọi lĩnh vực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lựa chọn tuyên dương 18 bí thư chi đoàn xuất sắc đi đầu trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất kinh doanh đem lại thu nhập cao và giúp đỡ thanh niên khác có việc làm, có nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, năng nổ gương mẫu trong công tác, giỏi trong phát triển kinh tế, sáng tạo trong đoàn kết tập hợp thanh niên. Trong khuôn khổ ngày hội đoàn viên năm nay, nhiều chương trình ý nghĩa cũng được tổ chức như triển lãm ảnh khoảnh khắc tình nguyện, hành trình nhân ái tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hội thao sức trẻ thanh niên. Qua 20 năm được thành lập, Hội hữu nghị Việt Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, nhất là hoạt động đối ngoại của địa phương. Đây là đánh giá tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3 vừa được tổ chức. Hội hữu nghị Việt Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và đoàn kết nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương của Pháp. Là một trong những hội được đánh giá là thành công trên nhiều phương diện hoạt động, hội luôn chủ trọng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa Pháp ngữ và giao lưu hữu nghị Việt Pháp. Công tác vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ Pháp và các nhà hảo tâm luôn được quan tâm, với nhiều công trình được hỗ trợ xây dựng, khám và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân nghèo và tặng quà cho học sinh nghèo. Song song với đó, công tác phát triển hội cũng được phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của những câu lạc bộ tiếng Pháp trong các trường đại học, các đơn vị Pháp ngữ, đưa hội trở thành ngôi nhà chung, góp phần thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng Thừa Thiên Huế thành đô thị theo hướng di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường, đây là mục tiêu quan trọng và xuyên suốt đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 xác định. Để phản ánh những kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. Từ ngày 17 tháng 3, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế sẽ mở tiết mục Để Huế mãi xanh phát sóng trong chương trình Thời sự tối chủ nhật hàng tuần và phát lại trong chương trình Huế ngày mới sáng hôm sau. Trong nội dung của tiết mục mở đầu hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến đề án ngày chủ nhật xanh, hai hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai từ tháng 1 năm 2019. Sau hơn một tháng phát động, đề án đã nhận được sự hưởng ứng tích cực tham gia của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và người dân. Sáng qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày chủ nhật xanh của tỉnh. Hội phụ nữ chín huyện, thị xã, thành phố Huế trên địa bàn toàn tỉnh đã ra quân làm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, địa bàn dân cư, dọc các bờ sông, các chợ, các điểm công cộng, điểm du lịch. Tại thành phố Huế có 30 đơn vị tham gia, gồm hội phụ nữ các phường, phụ nữ lực lượng vũ trang, chợ Đông Ba, chợ An Cửu. Các cấp hội phụ nữ tổ chức các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường Hùng Vương, Phan Chu Trinh, Nguyễn Trường Tộ, Hai Bà Trưng, Chi Đăng, Bạch Đằng, Mã Thúc Loan, dọc hai bờ sông Hương, sông An Cửu, thu gom rác thải tại địa bàn dân cư, các chợ, gần các trường học. Ngày chủ nhật xanh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao ý thức của người dân cũng như hình thành nếp sống văn minh và có trách nhiệm hơn đối với môi trường.
cùng chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường. Thưa quý vị, đề án tổ chức ngày Chủ nhật xanh hướng đến tổ chức các hoạt động thiết thực như làm vệ sinh, trồng cây xanh, chiếu sáng trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và các vỉa hè, tuyến đường, tạo sự lan tỏa, xây dựng ý thức chung của cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh, sạch sáng của tỉnh. Chỉ trong một thời gian ngắn được triển khai, ngày Chủ nhật xanh đã tạo được sức lan tỏa từ thành thị đến các vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận những thay đổi này qua phóng sự sau. Phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, xung kích tình nguyện để ra quân vệ sinh môi trường tại các điểm đen về rác thải, và đặc biệt đó là vận động chính bản thân mình, gia đình và người thân cũng như là bạn bè của mình cũng không được xả rác bừa bãi. Đoàn thanh niên thì cùng nhau là xây dựng một môi trường sạch sẽ, sạch đẹp và góp phần làm cho thị trấn càng ngày càng sạch đẹp hơn. Hoạt động này là một hoạt động rất là ý nghĩa, giúp dòng sông Hương sạch sạch đẹp. Dòng sông Hương là một đại diện cho Huế nên em rất tự hào là mình được góp một phần để dọn sạch dòng sông Hương. Rác nào phân hủy được và rác nào không phân hủy được. Và như thế là chỉ một hành động nhỏ của một người như vậy là chúng ta sẽ góp được là thành phố để trở nên sạch đẹp hơn. Từ sau hoạt động của ngày Chủ nhật xanh đầu tiên 20 tháng 1 năm 2019, hàng tuần, tuổi trẻ, lực lượng vũ trang, người dân lại ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các trục đường chính, khu vực đông dân cư, trường học, chợ, bãi biển, cải tạo điểm đen về môi trường, xóa bóc biển mẫu, quảng cáo rau vặt trên các tuyến đường, ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm để làm cho môi trường thêm xanh, sạch và đẹp. Đặc biệt, ngày Chủ nhật xanh đang được đoàn viên thanh niên hưởng ứng nhiệt tình với quy mô ngày càng rộng rãi. Từ thành thị đến nông thôn, với mong muốn góp phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp, màu áo xanh tình nguyện cũng như mọi tầng lớp nhân dân đã tỏa đi khắp mọi nẻo đường, những điểm đen về ô nhiễm môi trường để lượm, nhặt túi ni lông, rác thải các loại. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư tham gia giữ gìn vệ sinh, sạch sẽ môi trường, thì Thừa Thiên Huế đã phát động được phong trào xanh sạch sáng vào một trong những cao điểm, đó là ngày Chủ nhật xanh. Trong đó kêu gọi toàn dân ra quân để bảo vệ môi trường, để xử lý rác thải trong ngày Chủ nhật. Hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp cùng 700 đoàn viên cùng thu dọn vệ sinh rác thải trên bãi biển Thuận An. Một hành động đẹp và tích cực của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc kêu gọi mọi người có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ môi trường tại các bãi biển trên địa bàn, nhằm thu hút du khách đến với biển cũng như có trách nhiệm với phong trào ngày Chủ nhật xanh của tỉnh. Một phong trào đang có sức lan tỏa mạnh tại nhiều địa phương trong tỉnh, thực hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền tỉnh đối với môi trường sống quan trọng của cộng đồng. Tất cả những cái chủ trương, tất cả những biện pháp ấy cùng với những hành động cụ thể của lãnh đạo tỉnh, của lãnh đạo của các sở ngành, của lãnh đạo địa phương, mà hiện nay thì chúng tôi đã phân công chủ tịch, phó chủ tịch hàng tuần và thường trực tỉnh ủy cũng tham gia để chỉ đạo ở phong trào ở các địa phương, lãnh đạo huyện cũng tham gia, và đặc biệt là đã phát động được là xã xây dựng kế hoạch ngày Chủ nhật xanh. Nhưng mà chúng ta đi từ cơ sở, và việc đi từ cơ sở là khẳng định sự bền vững của phong trào. Ngày Chủ nhật xanh không chỉ đơn thuần là đoàn viên thanh niên thu gom rác, tạo cảnh quan thường phủ sạch đẹp hơn. Điều quan trọng nhất mà phong trào hướng đến là đánh thức được màu xanh trong tâm thức của mọi người dân trên địa bàn. Ngày Chủ nhật xanh giờ đây đã lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương với các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ và nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, góp phần hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường. Có ý nghĩa thiết thực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đưa thông điệp nhặt một con rác, bạn đã làm cho Huế sạch hơn, nhằm kêu gọi mỗi cá nhân cùng chung tay hành động, dù nhỏ nhưng tích cực cũng sẽ góp phần tạo nên những thay đổi lớn, làm cho Thừa Thiên Huế xanh hơn, sạch hơn, sáng hơn. Với thông điệp này, ngày Chủ nhật xanh đã lan tỏa mạnh mẽ về các địa phương, được đông đảo cộng đồng nhân dân hưởng ứng. Nhờ vậy, không chỉ hai bên bờ, trên sông Hương và nhiều tuyến đường của thành phố Huế, bộ mặt cảnh quan đô thị Huế đã có phần xanh sạch hơn, cảnh quan đô thị nông thôn ở cả địa phương đang được chấn chỉnh, chuyển biến tích cực hơn. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 54 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
Theo đó, tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công, hỗ trợ phát triển ít nhất 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển ít nhất 4 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ít nhất 1 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư. Các đối tượng được hỗ trợ gồm cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí theo quy định, tổ chức có ít nhất 1 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 5 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 1 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Thưa quý vị, thiếu đất sản xuất cho người dân đang là bài toán khó đối với huyện miền núi Nam Đông. Theo thống kê của địa phương, có trên 230 hộ ở nhiều xã đang thiếu đất sản xuất nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế, nhu cầu đất sản xuất của người dân qua hàng năm thì tăng lên, trong khi quỹ đất do chính quyền địa phương quản lý lại đang thu hẹp. Phòng sự phản ánh của phóng viên Huế Ngày Mới về vấn đề này. Đã nhiều ngày chẳng có ai thuê công lao động, chị Trần Thị Leo đành phải ở nhà không đất canh tác, trong khi gia đình có 3 người đều trông chờ vào số tiền ít ỏi đi làm thuê của chị Leo. Thiếu đất sản xuất đang là tình trạng chung của hơn 100 hộ gia đình trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Nam Đông. Công việc và thu nhập bấp bênh khiến người dân rất lo lắng. Thế thì rất là khó khăn để thu nhập kinh tế của gia đình. Thay vì đó thì chúng tôi, cái công việc hàng ngày khi mà không có vườn á, là chúng tôi sẽ phải, thay vì cũng chăm sóc, chăm lo công việc gia đình thì chúng tôi sẽ phải đi làm thuê làm mướn. Cho nên đề nghị nhà nước cần phải giúp cho dân có cái đất sản xuất để phục vụ đời sống cho họ, chứ không là để dân nghèo mãi không có đất. Anh ta nhiều người họ mới tách hộ là vườn nên chứ không có đất ở nên đường này là đất sản xuất. Chỗ ở không có. Theo Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn thì nguyên nhân của tình trạng này là do phần lớn đất sản xuất của người dân bị thu hồi từ lòng hồ thủy điện. Cùng với đó là tình trạng gia tăng dân số, tách hộ lập vườn của các gia đình đồng bào dân tộc. Thiếu đất sản xuất không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân mà còn gây khó khăn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đối với các hộ mà tách hộ lập vườn sau năm 2010 trở lại đây, và đặc biệt có một số hộ nghèo là thực sự là không có đất sản xuất, thì do vậy nó ảnh hưởng đến lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của địa phương liên quan đến thu nhập và thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chính phủ là xem xét để mà quy hoạch khu vực đất sản xuất cho xã Hương Sơn là nói riêng và địa bàn huyện Nam Đông nói chung. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, toàn huyện có hơn 234 hộ dân thiếu đất sản xuất với diện tích cần hỗ trợ trên 117 hectare. Trong đó, Hương Hữu, Hương Sơn là các xã tình trạng thiếu đất sản xuất rất lớn cần được hỗ trợ. Để giải quyết tình trạng trên, huyện Nam Đông đã tranh thủ nguồn vốn chương trình 75 năm hỗ trợ cho đồng bào thiếu đất sản xuất, đồng thời kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, chính phủ có các biện pháp giao thêm đất rừng cho bà con đồng bào dân tộc nơi đây. Huyện đang chờ đợi để khi nào có chính sách ban hành theo quyết định 2085 á, thì lúc đó thì chúng tôi sẽ triển khai xem quỹ đất mà rừng nào nó nghèo, rừng bim, rừng nghèo, có thể là kiến nghị đề xuất với Ủy ban tỉnh, với chính phủ là có cái quỹ đất giao cho các hộ đồng bào để mà tiếp tục sản xuất để ổn định cuộc sống. Thiếu đất sản xuất để kiểm kê sinh nhai, nhiều người dân phải đi làm thuê, làm mướn cho các chủ rừng trên vùng đất mà mình sinh sống qua bao thế hệ. Mong muốn của người dân huyện miền núi Nam Đông lúc này là chính quyền các cấp có những biện pháp để giải quyết tình trạng khó khăn hiện nay cho người dân. Tin thể thao, hưởng ứng ngày chạy Olympic Việt Nam, thị xã Hương Thủy tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt giả truyền thống thị xã năm 2019. Tham gia giải năm nay có hơn 500 vận động viên đến từ các xã, phường, hội trường học và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung tập thể và việt giả cự ly 5 km đối với nam và 3 km đối với nữ. Kết quả giải nhất tập thể thuộc về trường Trung học phổ thông Phú Bài, nội dung việt giả tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 2, Bộ Công an và phường Thủy Châu giành giải nhất đồng đội. Giải nhất toàn đoàn được trao cho trường Trung học phổ thông Hương Thủy. Ngoài mục đích tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị, giải việt giả truyền thống thị xã là dịp để tuyển chọn những vận động viên đạt thành tích cao tham gia giải việt giả cấp tỉnh. Thưa quý vị, nhiều năm trở lại đây, Thừa Thiên Huế vẫn được xem là nơi đào tạo uy tín của bộ môn Karate Do Việt Nam. Từ những giải đấu trẻ được quan tâm tổ chức thường niên,
các vận động viên có cơ hội được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, thực hiện bản thân và từng bước chinh phục những sân chơi cấp độ quốc gia cho đến giấc mơ châu lục. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới về sức hấp dẫn của sân chơi này đối với các vận động viên trẻ tại giải Karate Do miền Trung và Tây Nguyên lần thứ tư năm 2019 đang diễn ra tại thành phố Huế. Những ngày này, tại khu nhà thi đấu trường Trung cấp Thể dục Thể thao tỉnh, địa điểm được chọn tổ chức giải Karate Do khu vực miền Trung Tây Nguyên lần thứ tư, hào hứng, sôi nổi, hấp dẫn là những gì mà người hâm mộ bộ môn karate có thể cảm nhận được qua những nội dung đặc trưng như quyền biểu diễn, còn gọi là kata, và đấu đối kháng, còn gọi là kumie, được các vận động viên trẻ thể hiện. Đối với những vận động viên trẻ như Nguyễn Văn Tuấn Kiệt, việc đại diện cho chủ nhà Thừa Thiên Huế thi đấu tại sân chơi cấp độ khu vực là niềm vinh hạnh lớn, thôi thúc em thi đấu tốt và mang về tấm huy chương vàng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung kata. Tập luyện, đặt niềm tin vào giải đấu. Tuy dài khu vực, nhưng em vẫn cố gắng đạt được huy chương vàng. Còn với những vận động viên trẻ của phố núi Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, lần đầu góp mặt tại sân chơi này tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng đây được xem là cơ hội tốt để có thể tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, từng bước tiềm cân với trình độ của các đội mạnh tỉnh bàn tại khu vực miền Trung như Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Đà Nẵng. Đoàn Kon Tum tham gia đây là lần đầu tiên, nên là mục tiêu của bọn em là để chỉ cho các em cọ sát thôi, giao lưu thôi. Thì đây là lần đầu tiên đối với các em, thì nó chập chững mới vào, nên là cái thành tích mình không có đặt nặng vào cho các em. Qua các cái giải này thì các em sẽ được cọ sát và giao lưu, và các em sẽ nâng cao được cái chuyên môn, cái trình độ của mình hơn. Trải qua 4 lần tổ chức, giải Karate Do khu vực miền Trung Tây Nguyên đã từng bước khẳng định được chất lượng và uy tín của giải đấu trên mặt bằng chung của hệ thống giải cấp quốc gia. Từ đây, những vận động viên trẻ có cơ hội thi đấu thể hiện mình để thực hiện giấc mơ khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia trên các đấu trường châu lục, mang về những tấm huy chương quý giá như những gì mà thế hệ đi trước đã làm được. Trong những năm vừa qua, môn Karate là môn trọng điểm mà ngành đang tập trung chỉ đạo, cho nên việc để xác định thứ hạng thành tích trong thể thao thành tích cao, đặc biệt là môn karate, thì đối với các cái giải trẻ, đặc biệt là các cái giải trong khu vực miền Trung Tây Nguyên, thì đối với Thừa Thiên Huế là một cái sân chơi đã để tạo cơ hội cho các em được thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng giống như thông qua để tuyển chọn các vận động viên để có cái chính sách đầu tư để tham gia các cái giải quốc gia cũng giống như quốc tế. Với hành trang là 3 lần liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải đấu này, tin rằng những vận động viên karate đô trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phát huy sự tự tin và bản lĩnh vốn có để hướng tới ngôi vị cao nhất tại giải đấu lần này. Phần cuối chương trình là những thông tin quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, người dân trên địa bàn tỉnh đang bắt đầu vụ nuôi mới. Những thông tin quan trắc môi trường của Chi cục Thủy sản tỉnh từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2019 sau đây sẽ rất hữu ích. Bà con cần chú ý để có các giải pháp xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn cho vụ nuôi trồng thủy sản của mình. Hiện nay, các yếu tố môi trường như pH, độ mặn, nhiệt độ, độ kiềm khá phù hợp cho việc thả nuôi các loài giống thủy sản và đảm bảo trong khung lịch thời gian nuôi trồng thủy sản tại công văn số 2064 ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn thời gian nuôi trồng thủy sản năm 2019. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm đang trong giai đoạn giao mùa nên có sự biến động chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của vật nuôi. Bà con cần chủ trọng cải tạo ao hồ, xử lý đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt kiểm tra chất lượng giống trước khi thả nuôi và giống đã qua kiểm dịch đảm bảo. Một số điểm như Tân Lập, thị trấn Sịa, Câu Hợp Châu, thị trấn Thuận An, Đình Đôi, xã Vinh Hưng có độ mặn và độ kiềm ở mức thấp. Người nuôi cần theo dõi độ mặn thường xuyên và cấp nước vào thời điểm đỉnh chiều cao để lấy được nước tốt hơn. Theo dõi, điều chỉnh độ mặn tương đồng tại địa điểm bắt giống và nuôi trường ao nuôi để đảm bảo tỷ lệ sống cao sau khi thả nuôi. Qua kiểm tra tình hình chuẩn bị nuôi đầu vụ của người dân vùng đầm phá, một số xã thuộc hai huyện Phú Lộc và Phú Vang thời gian vừa qua, Chi cục Thủy sản khuyến cáo người nuôi một số nội dung như sau: cải tạo kỹ đáy ao và đưa nước bùn đáy ra khỏi ao nuôi đúng nơi quy định, tránh ảnh hưởng đến các ao nuôi lân cận; dùng vôi đặt tại các điểm đầu của kênh nền nước chung nhằm ổn định môi trường và phòng bệnh cho đối tượng nuôi; đầu tư các ao xử lý nước thải đối với vùng nuôi trên cát nhằm tránh ô nhiễm cho vùng đất cát. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức sản xuất cho người dân địa phương mình ngày càng đi vào nền nếp chung,
đảm bảo các quy định hiện hành và bảo vệ môi trường tốt hơn. Chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.